Bận suốt ngày đấy anh ạ. Hôm qua vừa về trại dưới nhà xong. Hôm nào lại bán đấy. Các bác khách hàng nuôi dế rồi. Thiên ơi, Thiên ơi, xe của ai này Thiên ơi? Phường không? Các bác khách hàng bán dế nhiều đợt rồi, xong bây giờ thì đến mua bọ cạp với cả giới thiệu thêm các bác khách khác đến để mua trứng dế. Các bác ở Vĩnh Phúc. Cái con này, bọ cạp này thì anh ôm. À ừ, đấy đúng rồi, đặt cho em, chuẩn đấy. Đào cái ao của ta, ta lắp thêm một cái đào về, xong nuôi tắc kè trên cái đào này, nó rồng với cái cây vào. Không được đâu anh ơi. Chưa được hết, chạy hết. Chạy hết? Không chạy được, nuôi lại. Khổ quá, khách hàng ở Bắc Giang nuôi rồi. Chạy hết nó bơi qua đảo luôn anh ơi. Bọ cạp á? Tắc kè, tắc kè nó bơi qua nước. Bò cạp thì nuôi được nhưng mà tắc kè là nó chạy bơi luôn á, bơi nhanh. Bò cạp là không qua nước. Nếu mà bò cạp thì không qua nước. Là không qua nước. Đúng rồi. Cạp chạy qua nước à? Không. Bò cạp không qua được. Bò cạp anh cứ thả càng dân dã càng tốt. Nhưng mà tắc kè là nó bơi đấy. Đó. Cho nước bằng kiểu gì nhỉ? Cho khay à? À. Vâng. Vẫn để khay cho nước bình thường. Với cả vẫn phải giữ độ ẩm cho nó mà. Giữ độ ẩm anh vẫn phun nước. Vâng, anh vẫn phun nước vào cái đất thôi, để có nghĩa là đất nó ẩm là được, chứ không phải là mình tưới ướt sũng nó đâu. Đất ẩm xốp ấy anh ạ. Con này nó có cái lớp giáp ở sừng ở vỏ, nên là chúng nó sống mà khô quá thì nó sẽ không đấy, chuẩn luôn anh ạ. Chẳng nhẹ thôi, chẳng nhiều vòng nhưng mà chẳng nhẹ thôi, nó không lấy được đâu anh ạ. Chẳng nhẹ cho đỡ đè. Cái đấy lấy băng dính, anh chạy vào lấy cuộn băng dính dán đi. Ôm đi cho nó êm. Làm thêm một cái nút chỗ này nữa anh ơi. Nút này có một nút này. Được rồi không? Đây để tớ ôm cho. Đây. Cậu lại tớ ôm. Nó có cắn cái ai mà tôi bóng rồi nhỉ? Cái ở rừng nó đốt đau lắm. Vâng. Thì nó đốt thì nó sưng bởi vì là đầu nó có ít nọc mà. Nhưng mà bọn này nó không đốt chết người như bọn bọ cạp vàng. Hôm qua hôm nay ngày mai là nhân viên về quê. Và Tuấn về trại dưới. Hôm qua tớ về mà tớ bận quá mà quên mất không quay ở trại dưới nhà. Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát. Cho về quê về trại. Không có thời gian mà nghỉ mát ấy. Đáng lẽ là chiều nay là bạn ấy phải lên rồi, nhưng mà mấy bác tài già đấy, qua thấy anh ở trên này quay được 1-2 video mà chưa kịp bóc mà. Mấy bác tài già quay về đây để chở hàng suốt. Đi về nhá. Mấy bác khách hàng này bán dế mấy lần rồi đây, mặc cái bộ dàn di này. Bán mấy lần dế rồi. Bán cũng khá khá nhiều rồi. Thì bây giờ lấy thêm bộ cạp về nuôi, còn giới thiệu thêm khách để chúng mua gói trứng dế 6 triệu. Bán theo định mức, còn đâu các bác cái tự nhân ra. Vừa nhận 3 triệu máy kia anh gửi anh ạ. Đây là phòng qua phòng. Vâng. Alo. Alo ạ? Vâng, em cho đây. Em có.
Vâng. Số 119 119 113. Vâng. Số nhà luôn anh ạ. À? Anh đến lấy gì đi ạ? Vâng. Ok ấy ạ. À? Vâng. Vâng vâng. Anh... Vâng, anh bắt về nuôi à? Đây là thùng dế sinh sản này, dế bò lên để kín trên các cái mặt khay này để sinh sản này. Đấy, và cứ ăn xong để lên đẻ cần mẫn này.